chú tên là Quân chú nhỉ? Quân nhỉ? Hiện tại thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám vừa bàn giao gia đình nhà chú Quân một bộ sập thờ. Đây là xã Tứ Mỹ, Tam Nông, Phú Thọ. Một bộ sập thờ mai điểu bằng gỗ mít. Chân 20. Trước mặt quý vị đây là bộ sập thờ đây. Tôi quay lại cái video clip làm kỷ niệm với gia đình như là chú Quân. Bộ sập thờ này chân 20 vào dạng đục mai điểu và bao gồm một bộ đài nến ở trên, nữ sự nhé mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám. Đây là chú Quân này. Thì hôm trước là chú lên ký mọc sản phẩm rồi chú nhỉ? Ký mọc rồi. Hôm nay bọn cháu bàn giao như thế này là chắc chú được rồi, chú kiểm tra rồi. Vâng vâng, chú kiểm tra. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Rồi. Ok mọi người nhé, quý vị có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 86 và website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người.